Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài khoa học mới, bài Ánh sáng cần cho sự sống tiếp theo. Ở bài học này sẽ giúp các con nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người, động vật, nêu được ví dụ chứng tỏ ánh sáng rất cần thiết cho sự sống của con người, động vật và ứng dụng kiến thức đó trong cuộc sống. Ngoài ra ở bài học này còn giúp các con phát triển được một số năng lực đặc thù như năng lực nhận thức khoa học tự nhiên, năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động 1, vai trò của ánh sáng đối với đời sống của con người. Các con hãy quan sát các bức tranh trong sách giáo khoa và các bức tranh dưới đây nêu vai trò của ánh sáng với đời sống con người. Các con hãy quan sát và trả lời cho cô trong vòng 2 phút nhé. Vai trò của ánh sáng đối với đời sống của con người. Thứ nhất là vai trò của ánh sáng với việc nhìn nhận thế giới xung quanh. Vai trò của ánh sáng với sức khỏe của con người. Ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy mọi vật, giúp chúng ta phân biệt được kích thước, hình dáng, màu sắc của mọi vật và giúp chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của mọi vật, đúng không nào? Ngoài ra thì ánh sáng giúp chúng ta có thức ăn, đem lại sự sống cho các loài thực vật cung cấp thức ăn cho con người. Ánh sáng còn giúp chúng ta sưởi ấm, cho chúng ta sức khỏe. Ánh sáng mặt trời vào buổi sáng sớm cung cấp vitamin D, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Ánh sáng giúp chúng ta nhìn cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới xung quanh, đúng không nào các con? Lợi ích của ánh sáng mặt trời, đặc biệt là ánh sáng mặt trời vào buổi sáng sớm, giúp xương chắc khỏe là lợi ích của ánh sáng mặt trời, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, làm giảm bệnh trầm cảm và stress, ngăn ngừa các bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng của giấc ngủ. Các con thấy đấy, buổi sáng sớm thì những em nhỏ thường là được tắm nắng dưới ánh sáng mặt trời và buổi sáng sớm thì chúng ta tập thể dục rất là tốt cho sức khỏe, đúng không nào? Vậy ánh sáng có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người các con? À, ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm và cho chúng ta sức khỏe. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Nếu mặt trời không chiếu sáng, khi đó khắp nơi sẽ tối đen như mực, chúng ta sẽ không nhìn thấy mọi vật. Ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm và cho chúng ta sức khỏe. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Vậy vai trò của ánh sáng đối với đời sống của động vật như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua hoạt động 2 các con nhé. Loài vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Một số con vật kiếm ăn vào ban đêm như mèo nè, cú mèo nè, sư tử, chó sói, chuột, báo, rơi và rắn. Một số con vật kiếm ăn vào ban ngày như hươu cao cổ, nai, gà và ngỗng, thỏ, chim chích bông, sóc, chim gõ kiến. Loài vật cũng cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật. Các loài động vật khác nhau có nhu cầu ánh sáng khác nhau. Có loài cần ánh sáng để kiếm thức ăn, có loài ưa bóng tối để kiếm ăn. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe. Các con hãy trả lời cho cô các câu hỏi trong bộ câu hỏi và học tập thật tốt nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con.